cái vệ sinh môi trường? Không theo y bác, nó chỉ có giúp tất cả cho mọi người, không phải ý thức vì sức khỏe của cả mọi người, là cái tôn trọng nước xanh sạch đẹp, thực hiện cái khẩu hiệu rất là của thành phố như thế. Cho nên là mọi người, thưa người ta đều có ý thức cả. À, thưa bác, nhờ có cái tiếng kẻng nhắc nhở đổ rác của bác mà bây giờ khắp các con ngõ ở đây đều có phong cảnh rất là sạch đẹp, khác hẳn với trước kia. Và điều này thì cũng khiến người dân ở đây vô cùng là phấn khởi. Trước đây thì ở đây rất là bẩn, nói chung là rác tiếc các thứ đầy ngõ xóm. Mà sau này thì có sự chỉ đạo nhắc nhở của ông Quế thì tôi thấy là nói chung là ý thức của mọi người nó cũng đi lên, và cái đường phố nói chung là ngõ xóm ở đây thì nó cũng sạch sẽ hơn, không còn rác rưởi như trước nữa. Đến giờ kẻng rác thì bao giờ ngày nào nắng cũng như mưa, ngày tốt trời cũng như ngày xấu trời cũng đều cầm kẻng đi từ đầu ngõ cho đến các ngóc các ngách gõ cho bà con đổ rác đúng giờ. Ở đây thì có sạch sẽ hơn, đến giờ là 3:30 chúng tôi đi làm như thế này là họ đã đợi nhau rồi mà đổ rác chứ họ không đổ bậy. Bây giờ cảnh quan môi trường ở khu dân cư ở đây cũng đã rất là sạch sẽ rồi thì hẳn là bác cũng rất là hài lòng với cái công việc của mình ạ. Hôm nào mà không gõ nước kẻng lại thì nó hơi buồn buồn. Hôm nào mà gõ được kẻng thì dân người ta ra tổng phấn khởi, không bản thân mình cũng phấn khởi. Thế thôi. Tức là giờ đây có thể nói là cái tiếng kẻng để nhắc nhở người dân đổ rác cũng là một cái món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của bác đúng không ạ? Đúng rồi, chính là như thế. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác ạ. Thưa quý vị và các bạn, việc gõ kèn để nhắc người dân đổ rác đúng giờ, đúng chỗ của ông Phạm Quế tuy là một việc rất đỗi bình thường, nhưng với mỗi người dân trong ngõ 102 phố Tô Vĩnh Diện lại mang một ý nghĩa rất lớn. Tiếng kèn của ông Quế giờ đã gắn bó như một nét thân thương của những người dân nơi đây. Và đây cũng là lời kết của chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Trình hướng dẫn học tiếng Anh. Welcome to VOV English. Chào mừng các bạn đến với chương trình VOV English do Đài Tiếng nói Việt Nam và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện. Trong bài học đầu tiên, chúng ta đã làm quen với một số mẫu câu chào hỏi với người mà bạn đã quen biết. Trong bài 2 này, Lan Hường và các bạn sẽ tìm hiểu các mẫu câu dùng để chào hỏi người mà bạn gặp lần đầu tiên nhé. Trước tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Kevin và Lan. Lan là bạn của Mai, đến nhà Mai chơi thì gặp Kevin. Đây là lần đầu tiên Lan và Kevin gặp nhau. Hi, my name's Kevin. Nice to meet you, Kevin. I'm Lan. Pleased to meet you, Lan. Chúng ta cùng nghe lại hội thoại giữa Lan và Kevin nhé. Hi, my name's Kevin. Nice to meet you, Kevin. I'm Lan. Pleased to meet you, Lan. Trong đoạn hội thoại vừa rồi, chúng ta đã nghe thấy Kevin nói với Lan. My name's Kevin. Nghĩa là, tên tôi là Kevin. Còn khi Lan giới thiệu, Lan nói, I'm Lan. Nghĩa là, tôi là Lan. Như vậy, khi chúng ta muốn giới thiệu tên mình, các bạn có thể sử dụng mẫu câu My name's và tên của bạn, hoặc mẫu câu và tên của bạn. Ví dụ, muốn giới thiệu tên tôi với các bạn, tôi sẽ nói My name's Hường, hoặc là I'm Hường. Các bạn nhớ nhé. Trong câu trả lời, Lan nói Nice to meet you, Kevin. Và Kevin trả lời, Pleased to meet you, Lan. Đây là hai mẫu câu thông dụng được sử dụng trong lần đầu tiên gặp và làm quen, đều mang nghĩa là rất vui được gặp bạn. Các bạn sử dụng tính từ nice hoặc pleased
sau đó dùng động từ to meet để thành lập cấu trúc nice to meet you hoặc pleased to meet you. Bây giờ, chúng ta cùng nghe lại hội thoại giữa Lan và Kevin nhé. Hi, my name's Kevin. Nice to meet you, Kevin. I'm Lan. Pleased to meet you, Lan. Bây giờ, chúng ta hãy nghe và nhắc lại từng câu sau mỗi tiếng beep nhé. Hi, my name's Kevin. Hi, my name's Kevin. I'm Lan. I'm Lan. Nice to meet you. Nice to meet you. Pleased to meet you, Lan. Pleased to meet you, Lan. Các bạn đã nhớ các mẫu câu vừa rồi chưa? Bây giờ mời các bạn tham gia hội thoại cùng Lan Hương nhé. Tôi sẽ hỏi và các bạn sẽ trả lời. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Hi, my name's Hương. Nếu các bạn vừa đáp lại nice to meet you Hương hoặc là pleased to meet you Hương và sau đó giới thiệu tên mình thì các bạn đã nhớ được bài học của ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn thân mến, qua 5 phút của chương trình, các bạn đã học các mẫu câu cơ bản dùng để chào hỏi một người mà bạn gặp lần đầu tiên. Các bạn hãy luyện tập thường xuyên để có thể tự tin trong giao tiếp nhé. Đã đến lúc chương trình phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Goodbye! VOV English, chương trình dạy tiếng Anh được thực hiện bởi sự hợp tác giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. 5 phút bài học sẽ là những trải nghiệm rất thú vị, giúp các bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp. Hãy đón nghe VOV English vào lúc 10h15 và 23 giờ trong khung giờ dạy tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên sóng VOV2 FM 96.5 và phản hồi với chúng tôi qua địa chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. VOV English, nghe là nhớ, học là hiệu quả. Chào các em đến với chương trình hỗ trợ học tiếng Anh lớp 8 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Welcome to English 8. Trong chương trình này, chúng tôi giúp các em nâng cao năng lực nghe nói dựa trên tài liệu tiếng Anh lớp 8, sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. This is a Voice of Vietnam broadcast program, helping you learn to understand English through listening. This is an English 8 based program. Unit 4. Our Past. Trước hết, các em gấp sách, nghe đọc một câu chuyện cổ tích. Hãy im lặng nghe để xem mình hiểu được bao nhiêu phần trăm câu chuyện. Chúng ta chưa làm bài tập trong lần nghe này. This is a fairy tale. Listen, please. Once a poor farmer had a daughter named Little P. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little P. Little P had to do chores all day. This made Little P's father very upset. He soon died of a broken heart. Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited, as the prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut's mother made new clothes for her, but poor Little P had none. However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little P's rags into beautiful clothes. As Little P ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it. Of course, the shoe fitted Little P,
and the prince immediately fell in love with her. Các em có hiểu được nội dung câu chuyện này không? Câu chuyện này có vẻ giống như chuyện cô bé lọ lem. This story sounds like the fairy tale named Cinderella, doesn't it? Bây giờ các em giơ sách, nghe cô Camo đọc 5 câu sau đây. Hãy nghe và nhận diện những từ có trọng âm trong câu. Number 1. Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. 2. After his wife died, the farmer married again. 3. His new wife had a daughter, Stout Nut. 4. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. 5. Little Pea had to do chores all day. Các em có nghe rõ những từ có trọng âm trong câu không? Bây giờ các em nghe lại 5 câu trên và đánh dấu những từ có trọng âm trong câu. 1. Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. 2. After his wife died, the farmer married again. 3. His new wife had a daughter, Stout Nut. 4. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. 5. Little Pea had to do chores all day. Vậy là trong câu thứ nhất. Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. Chúng ta có những từ được đọc mạnh hơn, cao hơn các từ khác, gọi là từ có trọng âm. Stressed words. Đó là once, poor farmer, daughter, Little Pea. Nghĩa của những từ này là ngày xưa, nông dân nghèo, con gái, Little Pea. Các em nghe lại câu thứ hai và ghi lại những từ có trọng âm. After his wife died, the farmer married again. Những từ có trọng âm là after, wife, died, farmer, married again. Nghĩa là sau khi vợ chết, người nông dân lấy vợ lần nữa. Các em nghe lại câu thứ ba, ghi nhớ các từ có trọng âm. His new wife had a daughter, Stout Nut. Những từ có trọng âm là new wife, daughter, Stout Nut. Nghĩa là vợ mới có con gái, Stout Nut. Các em nghe lại câu thứ tư, ghi lại các từ có trọng âm. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Những từ có trọng âm là unfortunately, new wife, cruel, Little Pea. Nghĩa là thật không may, vợ mới, ác độc, Little Pea. Các em nghe lại câu thứ năm, ghi lại các từ có trọng âm. Little Pea had to do chores all day. Những từ có trọng âm là Little Pea, do, chores, all day. Nghĩa là Little Pea làm việc vặt suốt ngày. Bây giờ các em nghe lại toàn bộ câu chuyện này. Trong quá trình nghe, hãy lấy hai thông tin sau đây. Một, tại sao bố Little Pea bị chết? Và hai, năm đó tại sao cả làng xôn xao? 1. What did Little Pea's father die of? 2. Why was the village excited that year? This is a fairy tale. Listen, please. Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to do chores all day. This made Little Pea's father very upset. He soon died of a broken heart. Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut's mother made new clothes for her, but poor Little Pea had none. However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little Pea's rags into beautiful clothes. As Little Pea ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it.
Of course, the shoe fitted little P, and the prince immediately fell in love with her. Câu trả lời của chúng ta là bố Little P chết vì đau khổ. Little P's father died of a broken heart. Năm đó, cả làng vui vẻ vì hoàng tử muốn lấy một người con gái ở làng đó làm vợ. The village was excited because the prince wanted to choose his wife from the village. Các em nghe cô Camo đọc lại câu chuyện một lần nữa để tìm thông tin sau đây. Làm thế nào hoàng tử tìm được Little P? In what way did the prince find Little P? This is a fairy tale. Listen, please. Once a poor farmer had a daughter named Little P. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little P. Little P had to do chores all day. This made Little P's father very upset. He soon died of a broken heart. Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited, as the prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut's mother made new clothes for her, but poor Little P had none. However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little P's rags into beautiful clothes. As Little P ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it. Of course, the shoe fitted Little P, and the prince immediately fell in love with her. Câu trả lời của chúng ta là Little P đã để rơi một chiếc giày ở trong hội. Hoàng tử nhặt được chiếc giày đó. Little P dropped her shoe at the festival and lost it. The prince found it. Các em thân mến, chúng ta tạm dừng bài học ở đây. Hẹn gặp lại trong những bài sau. Goodbye. Script: Nguyễn Quốc Hùng. Speakers: Carmel Milroy, Vũ Tuyết Thu.